Quý vị đang quay trở lại với bản tin FBNC 24 7. Kính thưa quý vị, nền kinh tế Trung Quốc đã vượt kỳ vọng của các chuyên gia khi tăng trưởng 7% trong quý 2, bất chấp những biến động trên thị trường chứng khoán thời gian qua tăng trưởng kinh tế Trung Quốc vẫn đạt mức 7% trong quý 2, trong khi nhiều chuyên gia trước đó dự đoán rằng con số này là dưới 7%. Một số nhà phân tích cho rằng đây là thành quả của những chính sách nới lỏng tiền tệ với việc đẩy mạnh chi tiêu cơ sở hạ tầng và trao đổi thương mại, khiến cho GDP quý 2 tăng trưởng ổn định. Nhưng mục tiêu của chính phủ Trung Quốc đặt ra là tăng trưởng cả năm đạt quanh mức 7% thì vẫn còn là tỷ lệ thấp nhất kể từ 25 năm qua. Trung Quốc cũng đang nỗ lực ổn định thị trường tiền tệ bởi thị trường chứng khoán đã tăng trong nửa đầu năm nhưng sau đó lại mất đến 30% chỉ trong vài tuần. Chính phủ Trung Quốc vẫn đang cố gắng đưa nền kinh tế phát triển theo hướng tăng tiêu dùng nhưng nhiều chính sách vĩ mô vẫn cần được áp dụng để thúc đẩy hỗ trợ kinh tế trong nửa cuối năm nay. Các dữ liệu sơ bộ cho thấy kinh tế Singapore trong quý 2 2015 suy giảm một cách bất ngờ do nhu cầu toàn cầu giảm và vấn đề lao động trong nước. Nền kinh tế dựa vào thương mại của Singapore đang dần cảm thấy những áp lực từ nhu cầu toàn cầu suy giảm. Bộ thương mại nước này công bố lĩnh vực sản xuất giảm 14% so với quý trước, đang là nguyên nhân kéo kinh tế đi xuống. GDP quý 2 cũng giảm 4,6% so với một năm trước đây. Tôi cho rằng nửa sau của năm nay sẽ tốt hơn nửa đầu năm, dù dự báo có thể được điều chỉnh giảm xuống khoảng trên dưới 2,5%, thì tôi vẫn cho rằng con số đó vẫn còn khá tốt. Lĩnh vực dịch vụ chủ lực và lĩnh vực xây dựng cũng bị tác động đáng kể khi nước này đối mặt với khủng hoảng lao động sau khi chính phủ thắt chặt các quy định về tuyển dụng lao động nước ngoài. Đồng nội tệ giảm mạnh so với đồng đô la Mỹ cũng thúc đẩy cơ quan tiền tệ xem xét các chính sách nới lỏng. Thưa quý vị, sự tiến bộ của công nghệ sản xuất robot không còn là điều mới lạ. Nhưng mới đây, một doanh nghiệp Nhật Bản đã ứng dụng công nghệ này vào việc kinh doanh của mình. Một khách sạn vừa đi vào hoạt động tại miền Nam Nhật Bản đang thu hút nhiều sự chú ý vì nhân viên là lễ tân và vận chuyển hành lý đều là robot. Người đứng sau ý tưởng này là ông Hideo Sawada, giám đốc điều hành công ty du lịch giá rẻ SIS. Dĩ nhiên, những con robot này không thể hoàn toàn thay thế được các chức năng của một người bình thường. Nhưng về khoản thân thiện và lịch sự thì chúng không thể chê vào đâu được. Do vậy mà tôi đã yêu cầu những nhà phát triển robot tạo ra những con robot này. Trong mỗi phòng ngủ, một robot hoa tulip sẽ nhận các yêu cầu của quý khách như điều chỉnh đèn hay đặt báo thức. Giá khởi điểm của một phòng khách sạn này là 7.000 yên, tương đương 56 đô la Mỹ. Trong mùa cao điểm thì tiền phòng sẽ được tính bằng hình thức đấu giá. Đi lại ở Jakarta là một việc làm tốn thời gian và mệt mỏi bởi tình trạng kẹt xe quá trầm trọng. Trước tình hình này thì nhiều người dân ở thủ đô của Indonesia đang chọn Ojek giống như xe ôm tại Việt Nam làm phương tiện để di chuyển. Gần đây thì những chiếc ojek còn được trang bị công nghệ cao, giúp cho việc làm ăn của các tài xế trở nên dễ dàng hơn. Những người đi xe công cộng có thể sẽ phải ngồi hàng giờ trong một chiếc xe không nhúc nhích, hoặc phải đổi nhiều loại phương tiện khác nhau mới có thể đến được chỗ làm đúng giờ. Ojek, còn gọi là mô tô taxi từ lâu đã trở thành loại phương tiện phổ biến nhất để đi lại tại thủ đô Indonesia. Mọi người chỉ cần vẫy xe từ bên lề đường, giờ đây nhờ có công nghệ smartphone, các ứng dụng di động đã kết nối tài xế ojek với khách hàng. GrabPay, một nhánh của Grab Taxi là một ứng dụng gốc Malaysia đã được áp dụng tại Indonesia hồi tháng 5. Công ty đã nhận được đến 8.000 đơn hàng trong thành phố chỉ trong một tuần đầu ra mắt. Thật là tiện lợi bởi vì tôi không cần phải vẫy taxi trên phố nữa. Với Grabby, tôi không cần phải đối mặt với kẹt xe nên đỡ mất thời gian hơn. Ứng dụng này đã được download gần 400.000 lượt trong vòng 6 tháng. Các tài xế Ojek cho biết thu nhập của họ đã tăng lên. Một tuần tôi kiếm được khoảng 1,5 triệu rupiah. So với kiểu chạy xe thông thường trước đây thì ứng dụng Gojek mang cho tôi nhiều lợi ích hơn. Tuy nhiên, việc gia tăng số lượng xe Ojek khiến một số chuyên gia giao thông tỏ ra e ngại. Vấn đề là nhiều người giờ đây chọn mô tô taxi để đi làm rồi đi chợ, đó không phải là chuyện hay. Tôi nghĩ chính phủ nên nghĩ đến việc hoạch định để đảm bảo rằng những phương tiện đó sẽ không trở thành dịch vụ giao thông chính. Jakarta bắt đầu đầu tư nhiều hơn cho giao thông công cộng, xây dựng hệ thống tàu điện ngầm từ năm 2013 và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2018. Nhưng nhiều ý kiến vẫn nghi ngờ về tính hiệu quả của hệ thống này. Khi mà hiện nay mỗi ngày đều có ít nhất 1.000 xe hơi và xe gắn máy mới tham gia vào giao thông trên những con đường vốn đã đông đúc. Thưa quý vị, thương hiệu thời trang sang trọng Burberry vừa báo cáo kết quả doanh thu bán lẻ quý 1 giảm do nhu cầu suy giảm ở thị trường Hồng Kông. Với hơn 200 cửa hàng có mặt trên khắp thế giới, nhưng doanh số bán hàng của Burberry trong quý đầu tiên lại giảm. Nguyên nhân là do Hồng Kông, vốn là thị trường chiếm được 10% doanh số bán hàng của hãng, bị ảnh hưởng bởi những cuộc biểu tình đòi dân chủ kéo dài từ năm ngoái. So sánh với doanh thu bán lẻ 13% của quý 2 năm 2014, doanh thu bán lẻ quý 2 năm nay chỉ tăng 8%, đạt hơn 400 triệu bản Anh. Trong khi đó, doanh số tại Trung Quốc lại tăng nhẹ dù kinh tế tại đây đang chững lại. Hiện nay không có đủ việc làm cho thanh niên thuộc tầng lớp trung lưu đang chuẩn bị bước chân vào thị trường lao động, từ đó dẫn đến việc họ sẽ tiết kiệm nhiều hơn, gửi tiền vào ngân hàng thay vì bỏ tiền ra mua sắm. Ngoài ra, khủng hoảng tại thị trường chứng khoán Thượng Hải cũng gây áp lực lên thị trường hàng xa xỉ. Bất cứ điều gì tác động đến nhu cầu của tầng lớp trung lưu Trung Quốc cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các thương hiệu. Chứng khoán châu Á có tuần giao dịch khởi sắc trở lại những thông tin tích cực từ tiến triển mới trong việc thỏa thuận nợ với Hy Lạp cùng sự hồi phục của thị trường Trung Quốc đã giúp cho đà tăng của thị trường khá vững chắc. Sau tuần giao dịch ảm đạm do sự tác động tiêu cực từ thị trường Trung Quốc, chứng khoán châu Á đã có tuần tràn ngập sắc xanh ngay từ phiên đầu tuần. Những thông tin tích cực từ Hy Lạp và dấu hiệu hồi phục trở lại của sàn Trung Quốc đã hỗ trợ tốt cho đà tăng của các chỉ số. Theo đó, chính phủ Hy Lạp đã đạt được thỏa thuận với các chủ nợ về những cải cách cần thiết để đảm bảo nhận được gói giải cứu và vẫn ở lại Eurozone. Ngay trong phiên ngày thứ hai, chỉ số Thượng Hải tăng đến 6,2%, đánh dấu mức tăng nhiều nhất kể từ tháng 11 năm 2008, với hàng trăm cổ phiếu đã giao dịch trở lại. Thị trường được hỗ trợ tốt từ việc xuất khẩu tại Trung Quốc đã tăng 2,1% vào tháng 6, trong khi nhập khẩu lại giảm 6,7%, đã dẫn đến thẳng dư thương mại đạt 45,8 tỷ đô la. Trong những phiên tiếp theo, chứng khoán châu Á vẫn giữ được đà tăng tốc khá tích cực với hàng loạt những thông tin khởi sắc từ các nền kinh tế trên thế giới. Gần nhất, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ cho biết sẽ vẫn triển khai chương trình kích thích kinh tế thông qua việc bơm vào nền kinh tế với 648 tỷ đô la mỗi năm. Bên cạnh đó là những tiến triển mới về thỏa thuận nợ giữa Hy Lạp với các chủ nợ, đồng thời gói giải cứu mới dành cho quốc gia này gần như đã được sẵn sàng. Cũng như thị trường châu Á, thì chứng khoán châu Âu đã có một tuần giao dịch vô cùng tích cực. Thông tin xung quanh thỏa thuận đạt được giữa Hy Lạp và các chủ nợ đã lấy lại niềm tin cho giới đầu tư tại đây. Ngay trong phiên giao dịch đầu tuần, chứng khoán châu Âu đã chứng kiến chuỗi phiên tăng điểm dài nhất kể từ năm 2011, trong đó thị trường chứng khoán Bồ Đào Nha và Ý đều tăng hơn 10% chỉ trong 4 ngày nhờ vào những tín hiệu tích cực từ thỏa thuận nợ của chính phủ Hy Lạp. Tính đến phiên giao dịch ngày thứ tư, chỉ số châu Âu Stock 600 đã tăng đến 7,3% so với mức thấp vào ngày 7 tháng 7 vừa qua. Xu thế tăng của thị trường tiếp tục duy trì vững chắc, đặc biệt là sau khi thông tin về việc Quốc hội Hy Lạp đã thông qua kế hoạch cải cách mới. Đồng thời, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB chấp thuận nâng thêm 978 triệu đô la vào quỹ khẩn cấp dành cho các ngân hàng nước này. Diễn biến này ngay lập tức đã giúp cho hàng loạt cổ phiếu ngân hàng châu Âu tăng giá mạnh. Mặc dù trước đó, đây cũng là nhóm cổ phiếu đã chịu khá nhiều áp lực trước tình trạng khủng hoảng của Hy Lạp. Còn chứng khoán Mỹ thì đã có tuần tăng điểm tốt với thông tin tích cực từ kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp niêm yết. Bên cạnh đó, thỏa thuận nợ tại Hy Lạp cũng giúp cho thị trường diễn biến khởi sắc hơn. Khép lại phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số S&P 500 đã đánh dấu 3 ngày tăng điểm mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay. Vì chính phủ Hy Lạp đạt được thỏa thuận với các chủ nợ là tin vui đối với thị trường tài chính toàn cầu. Chứng khoán Mỹ tiếp tục duy trì trạng thái tăng gần như trong suốt tuần với nhiều thông tin tích cực hỗ trợ. Theo đó, chính phủ Hy Lạp đã đồng ý thực hiện chương trình khắc khổ và sẽ nhận gói giải cứu từ Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB. Ngoài ra, kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp niêm yết cũng có nhiều điểm sáng, trong đó nhóm cổ phiếu công nghệ với Intel và Netflix tỏ ra khá nổi bật. Còn nhóm tài chính ngân hàng có Citigroup đã tiếp tục cho thấy vai trò dẫn dắt của mình. Quý 2 vừa qua, tổ chức tín dụng này đã đạt được lợi nhuận tốt nhất trong vòng 8 năm trở lại đây. Đáng chú ý trong tuần qua, cục dự trữ liên bang Mỹ Fed cho biết sẽ vẫn giữ kế hoạch nâng lãi suất trong năm nay với kỳ vọng vào đà hồi phục của nền kinh tế nước này và sự cải thiện của thị trường lao động. Và ở phần tiếp theo chúng tôi sẽ quay trở lại với các thông tin đáng chú ý sau. Bộ Giao thông và Bộ Tài chính đề xuất dừng thu phí bảo trì đồng bộ. Kinh tế chia sẻ nhìn từ câu chuyện taxi Uber tại Việt Nam.